Thời gian gần đây, thú chơi tiền cổ ngày càng phổ biến với những tờ tiền được rao bán lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đây đã có rất nhiều mặt hàng tại Việt Nam được rao bán với mức giá trên trời, tại nước ngoài khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và mới đây, lại một lần nữa khiến cư dân mạng thảng thốt khi trên một trang bán hàng điện tử của Nhật đã rao bán tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng của nước ta với một mức giá có thể nói là không tưởng. Không những vậy, những tờ tiền cổ Việt Nam còn được rao bán trên nhiều quốc gia và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Việc tiền giấy Việt Nam được bán trên các trang mua hàng tại nước ngoài chủ yếu phục vụ cho mục đích sưu tầm. Mức giá của nó thế nào thì còn phụ thuộc vào độ quý hiếm của các tờ tiền, giá trị và số seri của tờ tiền đó. Đa số những tờ tiền được rao bán là không còn được lưu thông. Đặc biệt, những tờ tiền cổ và hiếm sẽ được hét giá cao gấp vài trăm, thậm chí là cả ngàn lần giá trị thực. Tuy nhiên, mới đây tờ tiền có mệnh giá 1.000 đồng được một thanh niên rao bán tại Nhật đã khiến nhiều người giật mình vì được bán với giá 65 vạn, tương đương 140 triệu đồng. Theo mô tả của người bán thì họ quảng cáo tờ tiền này thuộc hàng cổ, sản xuất từ năm 1988 nên đã có 30 năm lịch sử, vì thế mức giá của nó cũng phải đắt mới đúng với giá trị của tờ tiền. Tuy nhiên, khi thông tin này xuất hiện tại Việt Nam, nhiều người cho biết thực chất tờ tiền này không hề quý đến vậy. Tuy sản xuất từ năm 1998, nhưng những tờ tiền tương tự như trên vẫn còn rất nhiều và xuất hiện nhàn nhản ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Sau khi bị bóc mẽ đã giảm giá bán xuống còn 110.000 đồng. Tuy nhiên, có lẽ trời hệ cố chấp mà anh chàng này vẫn nhất quyết nói đây là hàng cổ, hàng hiếm. Sau khi bài đăng này được chia sẻ, đã có rất nhiều cư dân mạng vào góp vui rằng nếu bán với giá này thật thì quả là làm giàu không khó, vì ai cũng có cả một tẹp tờ tiền như thế này. Cho mình xin thông tin bạn ấy với, mình cho thêm mấy tờ nữa bán cho được giá. Biết thế ngày xưa tao giữ lại mấy tờ 100 đồng giờ này chắc giàu rồi. Thanh niên này chắc bị ông nào lừa mua rồi đem bán rồi. Thế này để mình làm ngay một chuyến sang Nhật, bán được sấp tiền này chắc sống sung sướng cả đời. Cú lừa của thanh niên Nhật Bản lập tức khiến cộng đồng mạng được một phen cười ngả nghiêng. Nhiều người còn trêu đùa rằng phải lấy ít tiền lẻ trong túi đăng lên bán mới được, biết đâu giàu to. Hiện tại, thông tin trên vẫn đang là chủ đề nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên tiền Việt Nam được rao bán tại nước ngoài. Trước đây, trên eBay đã bán tờ tiền mệnh giá 1 đồng ở mức 199.999 USD trên 45 triệu đồng. Trong khi đó, cũng tờ tiền này được bán trên một trang chuyên mua bán tiền xưa ở Việt Nam chỉ có giá 25.000 đồng. Tiền Việt Nam được bán tại trời Tây không chỉ có giá cao mà còn rất được ưa chuộng. Được biết dù tiền giấy hay polymer thì các tờ tiền Việt Nam đều bán tương đối chạy. Đây có thể coi là một tin tốt cho những ai muốn làm giàu, chỉ cần sưu tập những đồng tiền cũ, hiếm của Việt Nam. Biết đâu một ngày đẹp trời, bạn lại trúng hố vàng khi rao bán chúng thì sao? Việc rao bán tiền của Việt Nam trên thế giới đã không còn xa lạ. Nhiều người thường có thú chơi tiền cổ, đặc biệt là hàng hiếm. Bởi đối với họ, sưu tầm được chúng như có thể giữ lại được lịch sử, qua những đồng tiền đã cũ ấy như một cơ hội để các lớp hậu thế mai sau có thể biết được sự hưng thịnh hay không của một vương triều trong quá khứ. Không chỉ vậy, những người chơi tiền cổ Việt Nam họ còn mong muốn lớn hơn rằng có thể tuyên truyền, quảng bá các loại tiền cổ của nước ta ra thế giới để bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài có thể hiểu hơn, biết hơn về văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt. Đây là một ý nghĩa vô cùng lớn của thú chơi này.